kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ cập nhật một số giá sỉ mặt hàng nông sản có mặt tại chợ Đầu Mối Hóc Môn hôm nay. Đây là mình giới thiệu mặt hàng của vựa E18 nha quý vị, của em Tài, vựa E18 bán về cải bó xôi, cải cúc đó quý vị. Quý vị thấy mình chia sẻ sau đây mà quý vị thấy nó cái mặt hàng mình có kinh doanh đó thì tới ủng hộ em Tài. Em Tài cảm ơn quý vị rất là nhiều nha quý vị. Số điện thoại của em Tài thì mình có ghi đó trên màn hình video đó, quý vị coi video đó, quý vị muốn liên lạc hỏi về giá cả mua bán làm ăn với em Tài thì quý vị cứ gọi cái số điện thoại ở trên màn hình video nha quý vị. Đây là cải bó xôi quý vị. Cái này là mình đọc cái giá này là giá tham khảo nha quý vị. Chợ thì không có bữa nào nó giống bữa nào á, bữa nào nó lên thì lên, là bữa nào nó xuống à. Đây là cải bó xôi. Cải bó xôi 30.000 đồng một ký. Đó, cải bó xôi quý vị. 30.000 đồng ký. Cái này mình mua số lượng bao nhiêu ra em Tài cũng có cho mình hết nha quý vị. Cái điểm em Tài đem ra ngoài đây bán là nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc, đối diện đường số 4, cũng rất là dễ tìm quý vị. Muốn liên hệ với em Tài thì mình cứ gọi cái số điện thoại mình có ghi trên màn hình video đó quý vị. Gọi hỏi về giá cả mua bán làm ăn với em Tài thì quý vị cứ gọi số đó trực tiếp gặp em Tài thì quý vị thì biết được cái giá nó chính xác, chợ lên xuống. Đây là cải cúc quý vị, cải cúc tầng ô, cải cúc quý vị. Đó, hàng của em Tài bán thì như vậy nha quý vị. Cải cúc này hôm nay là có giá là 15.000 đồng một ký nha quý vị. Cải cúc 15.000 đồng một ký. Cải cúc tầng ô, cái này nấu canh rồi hết sảy luôn quý vị. Thấy để về chứ mà mình mua cái số lượng bao nhiêu cũng có đó, không hết đâu. Này hành lọt quý vị. Đó, mình quay rõ về cho quý vị mà có làm ăn thì mình nhìn cái hàng nó kỹ nha quý vị, nó đẹp nó tươi sao là mình video đó, quay video nó chân thật vậy. Hành lọt về là 25.000 đồng một ký giá hôm nay nha quý vị. Hành lọt tươi khỏi chơi quý vị. Còn cái này là cần tàu nha quý vị. Vựa E18 của em Tài có bán cần tàu nữa. Quý vị mua số lượng cỡ nào cũng có, bao nhiêu cũng có. Nó cần tàu rất là đẹp quý vị. Nó giống như mình mới nhổ ngoài vườn đem vô quý vị, không hả? Tươi quá trời. Cần tàu 25.000 đồng một ký nha quý vị. Tàu hành lộp đây là ngò, ngò rí á quý vị.
rí. Ngò rí này cũng 25.000 đồng một ký. Ngoài ra em Tài còn bán cải xà lách gai quý vị. Này cải xà lách gai. Ta đóng kết thùng thùng như quý vị. Cải xà lách gai 20.000 đồng một ký. Hàng cũng rất là đẹp quý vị. Cải xà lách búp luôn quý vị. Búp thị đây. Cải xà lách búp này cũng 20.000 đồng một ký nha quý vị. Quý vị có làm ăn với lại em Tài vừa M18 thì cứ gọi số điện thoại nha nha quý vị. Đó những mặt hàng mà nãy giờ mình quay á, chia sẻ đó là vừa M18 có bán nha quý vị. Giá cả rất là hợp lý. Cải gai, cải xà lách gai, cải xà lách búp, ngò rí, cần tàu, hành. Cải cúc. Cải bó xôi. Bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng nha quý vị. Đây là đường Nguyễn Thị Sóc. Đối diện đường số 4. Nơi này em Tài bán là mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Bây giờ này 1 giờ rưỡi là người ta đi chợ cũng rai rai quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý vị khán giả đã xem video này. Xin chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Và hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Chở cái sọt và đi mua hàng nữa. Chợ đầu mối Hóc Môn, 1 giờ rưỡi sáng.